chào tất cả các em. Cô Trang Đại Si rất vui được gặp lại các bạn trong bài học số 6 của khóa học giáo dục công dân lớp 9. Các em thân mến, có một câu mà cô Trang rất là thích, đó là nếu bạn muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn nếu bạn muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Nhắc nhở chúng ta hãy luôn biết chia sẻ và hợp tác với những người xung quanh. Bởi vì các bạn biết rằng mỗi chúng ta không tồn tại là những cá thể độc lập, mà chúng ta còn có trong mối quan hệ với rất nhiều người xung quanh chúng ta nữa. Vì vậy hãy luôn biết hợp tác và chia sẻ với mọi người nhé. Vậy thì mở rộng hơn, ở trong phạm vi giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới, thì liệu rằng có cần cái sự hợp tác hay không? Các em thân mến, loài người của chúng ta đang đứng trước những cái vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu như là gì ạ? Như là vấn đề về chiến tranh, làm sao để cùng nhau chống lại cái nguy cơ của bùng nổ chiến tranh hạt nhân, rồi vấn đề ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số và rất là nhiều những vấn đề cấp bách khác nữa. Đòi hỏi cần có sự hợp tác giữa các quốc gia, bởi vì những vấn đề này không chỉ ở riêng một quốc gia nào có thể giải quyết được, mà các quốc gia cần chung tay hợp tác lại với nhau để cùng nhau giải quyết. Vậy hợp tác là gì và nó có ý nghĩa như thế nào? Thì cô và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, bài số 6, Hợp tác cùng phát triển. Trong bài học này, bên cạnh phần đặt vấn đề cũng như củng cố bài học, thì trong phần nội dung bài học chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là hợp tác, hợp tác có ý nghĩa như thế nào và chủ trương của Đảng cũng như nhà nước ta về cái vấn đề hợp tác với các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới như thế nào. Và phần thứ tư cũng là phần quan trọng nhất trong mỗi bài học, đó là trách nhiệm của các bạn học sinh là gì. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay với phần đầu tiên là phần đặt vấn đề. Trong phần đặt vấn đề thì cô mời các bạn chúng ta sẽ quan sát những cái hình ảnh trên đây, và những hình ảnh này làm các bạn nhớ đến tổ chức gì nhé. Đầu tiên, hình ảnh đầu tiên ạ, các bạn nhớ tới đây là hội nghị của cái tổ chức nào ạ? Đây chính là hình ảnh nhất chúng ta nhớ tới tổ chức Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới cũng như thúc đẩy cái mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới trên cái cơ sở đó là tôn trọng cái sự bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc cũng như là tôn trọng cái quyền tự quyết của các dân tộc. Và Việt Nam của chúng ta cũng là một thành viên của tổ chức Liên Hợp Quốc. Hình ảnh tiếp theo ạ, hai hình này thì các bạn nhớ tới tổ chức nào ạ? Đây chính là hình ảnh nhắc chúng ta nhớ tới Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN mà Việt Nam chúng ta gia nhập vào năm 1995. Còn đây là hình ảnh của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc. Tiếp theo, các bạn có thể đọc tên giúp cô được hai cái tổ chức mà cô đang muốn đề cập ở đây không ạ? Đây chính là Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc. Còn bên đây chính là Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên Hợp Quốc UNESCO. Hình ảnh tiếp theo ạ, có vẻ thân thuộc hơn với các bạn đúng không ạ? Đây chính là hình ảnh của Quỹ Nhi đồng ở Liên Hợp Quốc UNICEF, và bên đây chính là hình ảnh của đề cập tới Ngân hàng Thế giới. Tiếp theo ạ, hai tổ chức này ạ, tổ chức bên phải đây chính là hình ảnh nhắc chúng ta nhớ tới cái Tổ chức Y tế Thế giới WHO, còn bên đây là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam của chúng ta gia nhập vào năm 2007 đúng không ạ? Và tất cả những cái hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi chính là thông tin đầu tiên trong phần đặt vấn đề đặt ra cho các em, đó là tính đến nay thì Việt Nam của chúng ta đã là thành viên của rất là nhiều cái tổ chức quốc tế như là Tổ chức Liên Hợp Quốc, như là Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới này, và các tổ chức khác như là Quỹ Nhi đồng của Liên Hợp Quốc đúng không ạ? Đấy chính là những cái thông tin đầu tiên mà trong phần đặt vấn đề đề cập tới. Thông tin tiếp theo chúng ta hãy xem phần đặt vấn đề đưa ra cho chúng ta là gì, đó là tính đến tháng 12 năm 2002 thì Việt Nam đã có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây chính là thông tin thứ hai trong phần đặt vấn đề đưa ra cho các bạn. Tiếp theo, thông tin thứ ba. Hình ảnh này có lẽ cũng khá là quen thuộc với các bạn. Đây chính là hình ảnh của Trung tướng Phạm Tuân đúng không ạ? Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Và hình ảnh trong sách giáo khoa cung cấp cho các bạn chính là hình ảnh của Thiếu tướng phi công vũ trụ Gorobatko, người Liên Xô đúng không ạ? Cùng với phi công vũ trụ đầu tiên của Việt Nam là Trung tướng Phạm Tuân trong cái buổi meeting kỷ niệm 20 năm chuyến bay vào vũ trụ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô. Còn đây là hình ảnh được chụp vào năm 1980 trong cái chuyến bay đó của Trung tướng Phạm Tuân với Thiếu tướng Gorobatko, người Nga, vào cái chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Còn đây là hình ảnh của hai ông trong cái buổi lễ meeting kỷ niệm cái chuyến bay vũ trụ này vào năm 2015, tức là 35 năm sau cái chuyến bay đầu tiên đúng không ạ? Và cái hình ảnh này và cái hình ảnh trước nữa chúng ta vừa theo dõi, các bạn hãy nhớ nhé. Hãy nhớ, bởi vì lát nữa sẽ có một câu hỏi liên quan đến những cái hình ảnh mà chúng ta theo dõi từ đầu đến giờ đấy. Tiếp theo, hình ảnh thứ 3 trong sách giáo khoa cung cấp cho các bạn. Và hình ảnh thứ 3 trong
phần đặt vấn đề đưa ra cho chúng ta đó chính là hình ảnh của cầu Mỹ Thuận. Đây là cái cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam nối liền hai tỉnh, đó là tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, và là một trong những cái tuyến đường giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hình ảnh tiếp theo đề cập tới cho phần đặt vấn đề đó chính là hình ảnh các bác sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác tiến hành ca phẫu thuật nụ cười cho trẻ em tại Bệnh viện Đà Nẵng. Các em thân mến, tổ chức phẫu thuật nụ cười là một cái tổ chức nhân đạo phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ và được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động tại Việt Nam vào năm 1989, đã mang lại một cái cuộc sống mới cho rất là nhiều trẻ em sinh ra mà không may vướng những cái dị tật ở vùng miệng, đúng không ạ? Đó. Và những cái hình ảnh vừa rồi chính là những cái hình ảnh đã cung cấp cho các bạn trong phần đặt vấn đề. Vậy qua những cái thông tin và hình ảnh trong phần đặt vấn đề vừa đưa ra cho các bạn thì chúng ta thấy được điều gì ạ? Chúng ta thấy được đó là gì ạ? Thấy được rằng cái Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta đã mở rộng cái quan hệ ngoại giao với rất là nhiều nước, cũng như là hợp tác thương mại với rất là nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Rồi hình ảnh của Trung tướng Phạm Tuân với người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ với sự trợ giúp của Liên Xô đã thể hiện được cái quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô trong lĩnh vực vũ trụ, đúng không ạ? Rồi hình ảnh cây cầu Mỹ Thuận, đây là biểu tượng cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Còn hình ảnh giữa các bác sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành cái ca phẫu thuật nụ cười cho thấy được cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực nhân đạo cũng như là về y tế, đúng không ạ? Và tất cả những cái thông tin và hình ảnh cô và các bạn chúng ta vừa tìm hiểu trong phần đặt vấn đề cho chúng ta thấy rằng thế nào ạ? Cho chúng ta thấy rằng Việt Nam của chúng ta đã tham gia vào các tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực thương mại, y tế, khoa học, giáo dục. Và đây là một cái sự hợp tác hết sức toàn diện nhằm thúc đẩy được cái sự phát triển của đất nước. Và cái sự hợp tác đó mang lại cho chúng ta những cái gì ạ? Mang lại cho chúng ta gì ạ? Mang lại cho chúng ta vốn, trình độ quản lý cũng như là những cái kinh nghiệm hoặc là những cái thành tựu về khoa học công nghệ của các nước trên thế giới. Bởi vì các bạn biết rằng đất nước của chúng ta trải qua rất là nhiều năm chiến tranh, những thiệt hại về của cải cũng như vật chất rất là lớn. Và vì vậy cái sự phát triển của chúng ta so với các nước trên thế giới là còn chậm hơn rất là nhiều. Và chính vì vậy cái sự hợp tác với các nước trên tất cả các lĩnh vực, một sự hợp tác rất là toàn diện như thế này sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho đất nước chúng ta trong cái quá trình phát triển cũng như là hội nhập đất nước. Và vậy thì cụ thể cái khái niệm hợp tác là gì thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 của bài học, đó chính là phần nội dung bài học. Hợp tác, các bạn nhớ giúp cô, hợp tác là chúng ta cùng chung sức làm việc, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc hoặc là một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà phải làm sao ạ? Phải vì lợi ích chung, đúng không ạ? Hợp tác để cùng nhau tiến lên chứ không phải là hợp tác để cùng nhau lùi đi. Các bạn nhớ nhé, cùng chung sức làm việc, giúp đỡ hoặc hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó và vì lợi ích chung. Vậy thì khi hợp tác với nhau thì các bên cần tôn trọng những cái nguyên tắc nào? Vâng ạ, các bên của chúng ta cần tôn trọng cái nguyên tắc đó là nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt là dân tộc lớn, dân tộc nhỏ hay là nước đang phát triển hay là nước phát triển, nước nghèo hay là những nước rất phát triển, đúng không ạ? Thì cái nguyên tắc bình đẳng đó là nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc thứ hai đó là hợp tác thì phải cùng có lợi, hai bên phải cùng có lợi, mang lại lợi ích cho các bên, đúng không ạ? Và cái nguyên tắc thứ ba đó là không hại đến lợi ích của người khác. Các bạn nhớ giúp cô nhé, cái nguyên tắc của hợp tác đó là chúng ta có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là bình đẳng, nguyên tắc thứ hai là cả hai bên cùng có lợi, và nguyên tắc thứ ba đó là không hại đến cái lợi ích của người khác. Và trong những năm qua, đất nước của chúng ta đã mở rộng cái quan hệ hợp tác với rất là nhiều quốc gia ở trên thế giới và đã mang lại rất là nhiều những cái thành tựu kết quả cho đất nước. Và chúng ta hãy cùng theo dõi một vài ví dụ để thấy được sự hợp tác của Việt Nam với các nước nhé. Hình ảnh trên đây chắc hẳn các bạn đã nhận ra, đây chính là hình ảnh của cây cầu Nhật Tân và đây chính là hình ảnh của nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, và đây là hình ảnh của cái tuyến đường ở nối liền giữa cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài mang tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả những cái công trình này được khánh thành và đưa vào sử dụng vào năm 2015, đã rút ngắn cái khoảng thời gian từ thủ đô lên sân bay Nội Bài còn một cái khoảng cách rất là ngắn, chỉ mất khoảng 20 phút thôi là các bạn có thể di chuyển lên tới sân bay Nội Bài rồi. Và công trình nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khi các bạn bay quốc tế thì các bạn sẽ vào khu vực nhà ga T2 này, một trong những cái khu vực cảng hàng không mà lớn và hiện đại nhất của Việt Nam chúng ta hiện nay. Chia sẻ với các bạn là nhà cô Trang thì rất là gần sân bay Nội Bài, vì vậy cô thường xuyên đi qua cầu Nhật Tân, đi qua đường Võ Nguyên Giáp và đi qua khu vực nhà ga T2 nên cảm nhận rất rõ cái sự thuận tiện cũng như là cái sự hiện đại của những cái công trình này. Và những cái công trình này là cái biểu tượng cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Còn nếu như bạn nào ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc hẳn các bạn sẽ biết tới Đại lộ Đông Tây. Đây cũng là một cái công trình thể hiện cái sự hợp tác của Việt Nam chúng ta với đất nước Nhật Bản. Tiếp theo ạ. Hình ảnh tiếp theo. Đây chính là hình ảnh của nhà máy lọc dầu Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nhà máy lọc dầu đầu tiên tại Việt Nam. Và khi cái nhà máy này đi vào hoạt động thì đã mang lại những cái hiệu quả cũng như là lợi ích rất là lớn cho đối với nước ta. Và nhà máy lọc dầu Dung Quất là cái sự hợp tác giữa Việt Nam cùng với Pháp này, Malaysia, Nhật Bản và Tây Ban Nha. Các bạn thấy là có một công trình thôi mà thể hiện cái sự hợp tác giữa rất là nhiều quốc gia. Còn đây là hình ảnh của các đại diện của các nước ASEAN đúng không ạ? Và các nước đối tác tăng cường cái hoạt động bảo vệ môi trường, cùng nhau chung tay trong cái hoạt động bảo vệ môi trường. Và cô đưa ra một cái tình huống như thế này. Chúng ta vừa thấy được một vài ví dụ về cái sự hợp tác của nước ta với các quốc gia khác. Và ở đây thì cô đưa ra một cái tình huống, đó là hai bạn đang tranh luận với nhau và có một bạn thì đưa ra ý kiến rằng nước ta chỉ nên hợp tác với những nước phát triển hoặc không cần hợp tác với ai cả. Các bạn có đồng ý với quan điểm này không ạ? Để có thể phân tích và cũng như là làm rõ hơn về cái quan điểm này, nó đúng hay nó sai, chúng sẽ đến với ở phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Đó chính là phần thứ hai, tìm hiểu về cái sự ý nghĩa của việc hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia dân tộc trên thế giới nhé. Các em thấy là nhân loại của chúng ta đang đứng trước những cái vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu như là gì ạ? Như là vấn đề đói nghèo. Còn rất nhiều nơi trên thế giới, sao ạ? Nhân dân đang thiếu ăn. Rồi vấn đề gì ạ? Sự gia tăng, bùng nổ dân số. Dân số thế giới của chúng ta hiện nay hơn 7 tỷ người và con số ấy không ngừng nhân lên mỗi ngày, trong khi cái diện tích của chúng ta có hạn mà dân số của chúng ta đến đang gia tăng rất là nhanh. Rồi vấn đề gì ạ? Vấn đề ô nhiễm môi trường. Rồi vấn đề gì ạ? Hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất của chúng ta đang nóng dần lên với rất nhiều những cái nguy cơ về môi trường đúng không ạ? Rồi còn những vấn đề gì mang tính toàn cầu ạ? Vấn đề gì ạ? Ngòi nổ chiến tranh vẫn đang âm ỉ tại nhiều nơi trên thế giới. Rồi sự hoạt động của các tổ chức khủng bố hay là những cái căn bệnh như là HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ mà y học của chúng ta chưa tìm ra được cái phương thuốc để chữa khỏi hẳn được không ạ? Hay là những cái đại dịch như là dịch cúm, cúm gia cầm và rất là nhiều những cái dịch bệnh khác nữa. Và tất cả những cái vấn đề này không thể một quốc gia có thể tự giải quyết được mà đòi hỏi cần có sự hợp tác quốc tế, các quốc gia cần chung tay lại với nhau để cùng giải quyết những cái vấn đề chung đó. Và từ đó thì chúng ta thấy được cái sự ý nghĩa của hợp tác quốc tế đó là rất là lớn. Nó thể hiện gì ạ? Hợp tác quốc tế thì để cùng nhau giải quyết những cái vấn đề bức xúc có tính toàn cầu, những vấn đề mà chúng ta vừa kể ra được không ạ? Và nhờ có cái sự hợp tác quốc tế thì sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển và để đạt được những cái mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại thì cần cái sự hợp tác quốc tế này. Và đây chính là cái phần ý nghĩa của cái việc hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia, các dân tộc. Các bạn nhớ giúp cô ba ý. Thứ nhất đó là cái việc hợp tác thì sẽ giúp các quốc gia cùng nhau giải quyết những cái vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu, rồi tạo điều kiện cho các nước nghèo có điều kiện phát triển và nhằm đạt được cái mục tiêu, cái khát vọng của toàn nhân loại chúng ta, đó chính là cái khát vọng hòa bình. Vậy thì ở Đảng và Nhà nước ta thì có những cái chính sách cũng như quan điểm chủ trương như thế nào trong cái vấn đề này? Chúng ta sang phần thứ ba, đó là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Đảng và Nhà nước ta thì rất là coi trọng và tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ đầu đến giờ chúng ta thấy rất là nhiều những cái ví dụ về sự hợp tác của Việt Nam với các nước đúng không ạ? Và cái sự hợp tác này cần tôn trọng cái nguyên tắc. Nguyên tắc chúng ta đưa ra gì ạ? Đó là tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào nội bộ, không dùng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực. Và nguyên tắc thứ ba đó là bình đẳng cùng có lợi, giải quyết bất đồng bằng thương lượng, hòa bình và phản đối mọi âm mưu và hành động gây ra sức ép, áp đặt và cường quyền đúng không ạ? Đây chính là những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong cái vấn đề hợp tác cùng phát triển với các quốc gia khác. Và chúng ta đưa ra những cái nguyên tắc thể hiện rất rõ được cái lòng yêu trụng hòa bình cũng như là cái tình yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam đúng không ạ? Và trong những năm qua thì đất nước của chúng ta đã đẩy mạnh hợp tác với rất là nhiều quốc gia và đạt được rất là những
nhiều thành tựu ở trên các lĩnh vực. Chúng ta có sự hợp tác toàn diện với các quốc gia dân tộc trên rất nhiều lĩnh vực, đúng không ạ? Ở trên lĩnh vực kinh tế thì chúng ta có thể kể tới sự hợp tác giữa Việt Nam và Israel. Đây là một trong 8 cái thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn nhất của nước ta. Rồi chúng ta kể tới sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Trong buổi tiết trước thì chúng ta tìm hiểu được cái tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam và Lào, được không ạ? Và không chỉ giúp đỡ nhau trong thời chiến mà ngay bây giờ hòa bình thì hai nước cũng có rất là nhiều những cái hoạt động đẩy mạnh để giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển kinh tế, rồi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước với nhau. Hay là Việt Nam với Cuba, một đất nước chúng ta cũng đã tìm hiểu trong tiết trước, có một cái mối quan hệ gắn bó rất là bền chặt với nhân dân Việt Nam, cũng cùng nhau có những cái hoạt động hợp tác kinh tế để giúp đỡ nhau cùng phát triển. Rồi trong lĩnh vực y tế thì chúng ta có những cái hoạt động hợp tác như là giữa Việt Nam với Hà Lan trong cái việc chống cái sự bùng phát của dịch cúm gia cầm, đúng không ạ? Rồi rất là nhiều những cái sự hợp tác của đất nước ta với các nước khác, như là phần đầu bài học của chúng ta thấy sự hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong việc tổ chức cái chương trình đó là phẫu thuật nụ cười cho trẻ em Việt Nam. Còn đây là hình ảnh của các bác sĩ Pháp và Việt Nam trong một cái ca mổ tim, đúng không ạ? Rồi trong cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì chúng ta thấy đó là sự hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong cái việc khai thác dầu khí này, sự hợp tác của Việt Nam với Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc xây dựng cái hầm Hải Vân, và sự hợp tác giữa Việt Nam với Liên Xô để xây dựng cái thủy điện Hòa Bình, cái thủy điện lớn nhất của nước ta, đúng không ạ? Có thể thấy là một cái sự hợp tác rất là toàn diện từ tất cả các lĩnh vực, đúng không ạ? Y tế chúng ta vừa kể rồi, khoa học kỹ thuật chúng ta cũng vừa kể rồi, kinh tế chúng ta cũng vừa kể rồi. Vậy thì trong lĩnh vực giáo dục thì sao ạ? Trong lĩnh vực giáo dục thì chúng ta cũng có sự mở rộng hợp tác với các nước. Ví dụ như là một cái nước ngay bên cạnh chúng ta, đất nước Campuchia, hai nước cũng đã có những cái ký kết và hợp tác về vấn đề giáo dục. Hay là giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đúng không ạ? Rất nhiều những sinh viên Việt Nam, học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc học tập, hay là hình ảnh của những sinh viên Hàn Quốc sang Việt Nam học tập, đúng không ạ? Ví dụ như là đây là hình ảnh của các bạn sinh viên Thái Lan tại đại học FPT, hay là hình ảnh của các bạn sinh viên Hàn Quốc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thể hiện được cái sự hợp tác giữa các nước trên của nước ta với các nước về tất cả các lĩnh vực rất là toàn diện. Và một lĩnh vực không thể không kể đến đó chính là lĩnh vực an ninh quốc phòng, đúng không ạ? Việt Nam của chúng ta cũng có những cái sự hợp tác với các nước khác trong việc học hỏi cái khoa học kỹ thuật quân sự giữa các nước để chúng ta tăng cường củng cố cái nền an ninh quốc phòng của đất nước. Vậy thì ở đây cô đã đưa ra thêm một cái tình huống nữa đưa ra, đó là có bạn thì cho rằng học sinh thì không nên hợp tác với nhau trong học tập, bởi vì như vậy thì sẽ làm mất đi cái tính độc lập tự chủ của mỗi cá nhân. Các bạn có đồng ý với cái ý kiến này không ạ? Các em thân mến, là các bạn học sinh thì chúng ta lại càng sao ạ? Càng phải hợp tác với bạn bè, và nhất là cái việc hợp tác đấy thì sẽ mang lại cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta giao lưu, học hỏi những cái phương pháp, trau dồi những cái tri thức, kinh nghiệm và để hoàn thiện bản thân mình hơn. Bởi vì các bạn biết rằng mỗi người chúng ta sẽ có một cái thế mạnh riêng, mỗi người chúng ta sẽ có được những cái thế mạnh riêng của mình để có thể chia sẻ với người khác. Học thầy không thầy học bạn, đúng không ạ? Chúng ta sẵn sàng học từ các bạn để chúng ta có thể ngày một hoàn thiện mình hơn. Vì vậy các bạn hãy nhớ giúp cô, trách nhiệm của các bạn học sinh đó chính là chúng ta phải thường xuyên và luôn luôn rèn luyện cái tinh thần hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh, luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của Việt Nam trong cái tình hình thế giới bằng việc là gì ạ? Bằng việc đó hàng ngày chúng ta có thể cập nhật qua những cái trang tin tức trên báo, hoặc là theo dõi chương trình thời sự hàng ngày chẳng hạn, để thấy được cái vai trò của Việt Nam cũng như là cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế của chúng ta như thế nào, để thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước của chúng ta ngày một phát triển hơn. Rồi chúng ta cần làm sao ạ? Chúng ta cần có cái thái độ hữu nghị, đoàn kết với người nước ngoài và giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam trong giao tiếp. Cái điều này chúng ta cũng đã nhắc với nhau rất là rõ ở trong bài học ngày hôm trước rồi, đúng không ạ? Và chúng ta cần tích cực tham gia những cái hoạt động hợp tác trong học tập, lao động và những cái hoạt động khác, những cái việc làm gắn liền với cái đời sống của các bạn hàng ngày. Và để củng cố bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia một cái trò chơi ô chữ. Cô sẽ có 5 ô chữ hàng ngang, và trong mỗi ô chữ hàng ngang đó sẽ xuất hiện những cái từ khóa, và các bạn hãy ghép lại cho cô những cái từ khóa đó để xem
cái từ khóa cuối cùng đưa ra đó là gì nhé. Ở ô chữ đầu tiên đó là hình ảnh con chim bồ câu thì là biểu tượng cho điều gì? À, các bạn đoán được ạ, hình ảnh của con chim bồ câu đại diện cho điều gì ạ? À, cái hình ảnh này thì chúng ta đã rất quen thuộc ở trong bài học số 4 của khóa học rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể dễ dàng đưa ra câu trả lời, đó là hình ảnh của chim bồ câu thì biểu tượng cho hòa bình. À, câu hỏi thứ hai đó là một trong ba nguyên tắc của sự hợp tác, một trong ba nguyên tắc của sự hợp tác ạ. Các bạn nhớ lại giúp cô trong phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay, nguyên tắc trong việc hợp tác chúng ta, một trong ba nguyên tắc nào mà chỉ có 5 chữ cái ạ? Các bạn có đã nhớ ra chưa ạ? Đây chính là nguyên tắc có lợi đúng không ạ? Hai bên cùng có lợi, bình đẳng và hai bên phải cùng có lợi. Và nguyên tắc thứ ba đó là không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác đúng không ạ? Câu hỏi hàng ngang số 3. Nước ta cần củng cố lĩnh vực này và đặc biệt trong thời điểm hiện nay, một cái lĩnh vực mà chúng ta phải thường xuyên và luôn luôn củng cố. Đây chính là gì ạ? Đó chính là lĩnh vực quốc phòng. Tiếp theo ạ, câu hỏi số 4. Tên viết tắt của Tổ chức Thương mại Thế giới. Các bạn còn nhớ không ạ? Tổ chức chúng ta đã tìm hiểu phần đầu bài học ngày hôm nay, đó chính là tổ chức mà Việt Nam chúng ta gia nhập vào năm 2007, chính là tổ chức WTO. Và ô chữ thứ 5 đó là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất của loài người hiện nay, căn bệnh thế kỷ mà chúng ta chưa tìm ra được cái phương thức chữa, đó chính là căn bệnh S đúng không ạ? Và hãy xem những từ khóa ở trong các hàng ngang ạ. Chúng ta có chữ H, chữ O, chữ C, chữ P, chữ T và chữ A. Và các bạn có thể ghép lại được, đó chính là ra chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chủ đề về hợp tác. Và như vậy cô và các em đã tìm hiểu được bài học số 6 trong khóa học, tìm hiểu được thế nào là hợp tác, cái ý nghĩa của việc hợp tác cùng phát triển giữa các quốc gia dân tộc, cũng như là chủ trương của Đảng, nhà nước ta trong cái vấn đề này. Và quan trọng nhất đó là các bạn hiểu được trách nhiệm của các bạn học sinh trong việc hợp tác cùng phát triển là như thế nào. Các bạn hãy ôn lại bài và làm những bài tập tiếp theo ở trong sách giáo khoa. Nhớ để lại những thắc mắc nếu như các bạn còn chưa hiểu bất kỳ vấn đề nào đó để cô có thể chia sẻ cùng các bạn nhé. Như vậy bài học thứ 6 của chúng ta khép lại đây rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay.